Hà Nội bước vào đợt nắng nóng dài ngày, có nơi trên 38 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay 14 năm, vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển. Dự báo, do ảnh hưởng của rìa phía Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam, gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ và khu vực Tây Bắc thuộc Bắc Bộ, ngày hôm nay xuất hiện nắng nóng cục bộ, ngày mai 15 năm, xuất hiện nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35-37 độ C. Từ ngày 16, 19 tháng 5, nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C. Riêng khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ có nơi 39-40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng, cấp 1. Khu vực Hà Nội, trong các ngày 14, 15 tháng 5 trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ C. Từ ngày 16, 19 tháng 5 xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Nguyễn Dương, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.